Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại Hiền Nhi đang đứng cạnh quầy trứng trong một siêu thị. Và đa phần quý vị cũng sẽ đồng ý với tôi rằng một điều là trứng là một món ăn rất thơm ngon và dễ chế biến, phải không ạ? Trứng có thể được chế biến thành nhiều món như là chiên, xào, hấp, luộc đều rất hấp dẫn và bổ dưỡng. Và câu chuyện ngày hôm nay Hiền Nhi muốn giới thiệu tới quý vị không chỉ đơn giản là trứng thông thường. Quý vị đã bao giờ nghe đến cái tên trứng thảo dược chưa ạ? Nếu mà chưa thì ngày hôm nay hãy cùng theo chân Hiền Nhi đi tìm hiểu về sản phẩm trứng rất mới đã được công nhận đạt ô cốp 4 sao của thành phố Hà Nội. Đó chính là trứng thảo dược Sazu. Và không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu xem sản phẩm này có điều gì đặc biệt quý vị nhé. Với trang trại đang chăn nuôi hơn 5.000 con gà trắng Ai Cập, mỗi tháng, cơ sở này xuất ra thị trường khoảng 22.000 quả trứng thảo dược đạt tiêu chuẩn ô cốp 4 sao theo chương trình mỗi xã một sản phẩm của thành phố Hà Nội. Không giống như các trang trại nuôi gà thông thường khác, gà ở đây được nuôi theo phương châm 3-0, tức là không cám công nghiệp, không sử dụng kháng sinh và không dùng chất kích thích tăng trọng. Thức ăn của gà trong trang trại đều do công nhân tự phối trộn nguyên liệu, gồm ngô tẻ đỏ Sơn La, cám gạo tươi miền Bắc, hồ đậu tương và dầu ăn tiêu chuẩn cho người. Và đặc biệt là thức ăn của gà được trộn với cà gai leo là một loại cây quý cùng với hơn 10 loại thảo dược khác. Cùng với thức ăn khác biệt, gà cũng được chăm sóc hoàn toàn khác biệt. Gà được ở trong nhà kín, được làm mát với nhiệt độ luôn giữ từ 26 đến 32 độ C. Gà được ăn ngủ theo giờ, được nghe nhạc khi ăn và đèn luôn bật sáng trong chuồng trại. Gà được chăm sóc tốt sẽ cho ra những quả trứng tốt. Vì vậy, trứng cà gai leo Sazu ngoài hương vị thơm ngon, sản phẩm còn chứa hàm lượng cholesterol thấp do gà được ăn thảo dược, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng. Và có lẽ cũng chính vì vậy nên trứng thảo dược Sazu đang là món ăn lạ và độc đáo của Hà Nội, cho dù giá bán đắt gấp 3 lần một quả trứng thông thường. Chào quý vị khán giả, hiện tại tôi đang có mặt tại trang trại gà và ngay bên cạnh tôi lúc này đó là người chủ của trang trại này, kỹ sư nông nghiệp Phan Trung Kiên. Xin chào quý vị khán giả. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với anh để hiểu rõ hơn về trang trại này cũng như là sản phẩm độc đáo ở nơi đây. Anh Kiên ơi, anh có thể chia sẻ với em cũng như quý vị khán giả truyền hình được biết là từ đâu anh đã có ý tưởng nuôi gà bằng thảo dược để cho ra được những quả trứng thảo dược thơm ngon đến với tay người tiêu dùng ạ? Mình vốn dĩ là một kỹ sư nông nghiệp mà ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường ấy, thì mình đã muốn là khi mà ra trường là tạo ra được một cái thương hiệu thực phẩm sạch để mà có những cái sản phẩm tốt cho sức khỏe, để bảo vệ sức khỏe là của con người. Thì cho đến năm 2009 thì khi mà làm việc với các chuyên gia mà dinh dưỡng vật nuôi đến từ Nhật Bản ấy, thì mình mới biết là ở đất nước của họ là có những cái loại trứng gà thảo dược mà nó làm bằng thảo dược và trong quá trình nuôi hoàn toàn không sử dụng kháng sinh, nó rất là thơm ngon. Tuy nhiên rằng là ở Nhật Bản thì cái dược liệu của họ không có phong phú đa dạng như của Việt Nam mình, thế nên cái giá trứng đấy nó rất là đắt, mà chỉ có giới nhà giàu, giới thượng lưu mới dùng được thôi. Thì sau khi mình nghiên cứu sâu thì mình thấy rằng là ở Việt Nam của chúng ta ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể làm ra những quả trứng ngon như thế hoặc thậm chí ngon hơn, mà giá nó thì lại rất là phù hợp. Thế thì nghiên cứu sâu hơn nữa thì mình bắt đầu là mình đi nghiên cứu về các cây dược liệu, và cho đến năm 2015 thì mình bắt đầu mình làm về các cây dược liệu và mình trồng cái cây dược liệu, trong đó có cây cà gai leo dùng cho người trước. Và đến năm 2020 thì bắt đầu là mình tự tin về cái cây cà gai leo đấy sử dụng cho vật nuôi, thì mình bắt đầu mình triển khai nuôi cái con gà này mà dùng dược liệu, nhưng mà trong đấy cà gai leo sẽ là thành phần chính để mà tạo ra quả trứng mà các bạn thấy nó sự khác biệt đó. Anh Kiên ơi, trứng thảo dược Sazu hiện nay có phải là sản phẩm độc nhất vô nhị trên thị trường không ạ? Nói là độc nhất vô nhị thì có vẻ là hơi tự hào quá, bởi vì là cũng có những đơn vị làm ra cái trứng gà thảo dược như mình, nhưng mà nếu mà gọi là làm bài bản từ đầu đến cuối, áp dụng rất nhiều cái công nghệ và hoàn toàn không sử dụng kháng sinh, thì có thể gọi nói là trứng gà Sazu là trứng gà đầu tiên áp dụng một cái bài bản, một cách bài bản và đầy đủ là như thế này. Nuôi gà bằng thảo dược, cho gà nghe nhạc để có thể sản xuất ra được những quả trứng thảo dược chất lượng như vậy. Vậy thì từ đâu anh có được kinh nghiệm để có thể mạo hiểm thực hiện một dự án mà anh có thể là người đi tiên phong thực hiện dự án này ạ? Thì như tôi vừa nói đấy là ở Việt Nam thì đây có thể là cái mô hình chuẩn chỉ đầu tiên. Thế nhưng mà ở bên Nhật thì người ta đã làm lâu rồi, và hơn nữa là tôi thấy là ở Việt Nam của chúng ta là cái nguồn dược liệu phong phú hơn của Nhật rất nhiều. Giá dược liệu của chúng ta nó rẻ hơn, nhiều loại hơn, tốt hơn. Thế nên là tôi tin tưởng là mình có thể làm được cái sản phẩm như thế. Vậy thời gian đầu khi mà đưa sản phẩm ra thị trường thì anh có gặp phải khó khăn gì hay không?
khó khăn nhiều lắm Nhi ạ, bởi vì là như Nhi đi vào siêu thị đấy thì Nhi sẽ thấy rằng là một quả trứng bình thường nó chỉ có giá tầm 2.500 đến 3.000 thôi. Thế nhưng mà tôi lại bán quả trứng lên tới hơn 8.000 đồng một quả. Thế thì rất nhiều người Việt Nam có tiền và quan tâm đến sức khỏe nhưng người ta chưa quen với cái mức giá cao như thế. Và khi mà đã thuyết phục được khách hàng sử dụng cái sản phẩm cao như thế thì lại là khách hàng của chúng tôi lại ở khắp nơi trên toàn quốc. Mà đặc biệt là chúng ta đang đứng tại Hà Nội, thế nhưng mà khách hàng nhiều nhất của chúng tôi lại ở thành phố Hồ Chí Minh. Thế nên là chúng tôi phải đóng gói rất cẩn thận và chuyển phát đến làm sao cho quả trứng đến tay người tiêu dùng mà nó vẫn còn giữ được cái vị tươi ngon. Trứng thảo dược Sa Du của anh đã được đánh giá là đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao của thành phố Hà Nội. Vậy quá trình để đạt được tiêu chuẩn đó là gì? Anh có thể chia sẻ với quý vị đang theo dõi chương trình được không? Và sau khi đạt được tiêu chuẩn đó rồi thì mang lại những lợi ích gì cho sản phẩm trứng thảo dược Sa Du ạ? Thì thực ra thì có thể gọi là một cái may mắn khi mà chúng tôi làm cái chương trình mà nuôi con gà thảo dược này thì lại đúng lúc mà nhà nước thực hiện cái chương trình OCOP rất là mạnh mẽ. Chính vì vậy mà các anh các chị ở bên sở ban ngành hỗ trợ rất nhiều và giúp chúng tôi làm các thủ tục làm sao cho các kết quả xét nghiệm làm sao cho đạt được cái kết quả cao nhất. Và sau khi đạt được thì chúng tôi nhận được rất nhiều sự hỗ trợ, ví dụ như là đài truyền hình, truyền thanh nói về chúng tôi, rồi là chúng tôi được đi những cái hội chợ mà hoàn toàn không phải trả cái tiền phí. Trước đây một cái hội chợ mà chúng tôi tham gia thì có vẻ phải trả phí từ khoảng độ từ 7 đến 10 triệu đồng, thế nhưng bây giờ là được đi miễn phí, thế nên là giúp chúng tôi được rất nhiều trong cái khâu mà truyền mà quảng bá cái sản phẩm. Vậy đối với trứng thảo dược Sa Du trong thời gian tới anh mong muốn điều gì ạ? Cái mong muốn lớn nhất của mình là sau khi quả trứng nó đã được mọi người công nhận ngon như thế rồi, mọi người đánh giá cao như thế rồi thì mình muốn được nhiều người dùng hơn. Bởi vì ngoài cái chuyện mà được đạt được cái lợi ích kinh tế thì mình thấy là người Việt Nam xứng đáng được sử dụng những cái sản phẩm như thế. Tại vì là nó rất tốt cho sức khỏe và nó rất khác biệt so với những cái sản phẩm trứng gà công nghiệp. Theo như anh chia sẻ thì gà được nuôi ở trang trại của anh được cho ăn cả gai leo. Cả gai leo là một cái thành phần rất quan trọng trong thảo dược nhưng chưa phải là tất cả. Thì trong cái thức ăn của mình ấy, để con gà mà nó ra được quả trứng thơm ngon như này thì không phải đóng góp một mình cả gai leo đâu. Là chúng tôi phải tự sản xuất thức ăn. Thì trong thức ăn thì có là ngô tẻ đỏ Sơn La này, cám gạo tươi miền Bắc này, dầu ăn của người này và 10 loại dược liệu khác cơ. Cà gai leo chỉ là một trong số các loại dược liệu đó. Thì trong các số dược liệu khác là gồm có ví dụ như là cái cây ná đắng này, là cây hoàn ngọc này, là cây mật gấu này, cây vàng đắng này, tỏi này, xuyên tâm liên này, diếp cá này. Đấy, trùng ngây này, là rất nhiều loại dược liệu thì nó mới tạo ra được như vậy. Mà cũng không chỉ dược liệu không đâu. Ví dụ như bạn đang nghe ở đây là có cái tiếng du dương của nhạc, là con gà ở đây sẽ được nghe nhạc. Đấy, thì nó sẽ con gà sẽ không bị stress. Đấy, bạn thấy là con gà đấy rất là hiền. Và thứ nữa là con gà ở đây đến lúc 11 rưỡi trưa là nó sẽ được ngủ trưa đến 2 rưỡi chiều. Lúc đấy là một ngày nó sẽ ngủ 2 lần, nó như con người ấy, là ngủ trưa đàng hoàng xong đến lúc chiều sẽ được đánh thức dậy và ăn. Và ở đây Nhi đứng ở đây Nhi sẽ thấy nó thậm chí còn mát hơn ở ngoài, rất là thoải mái bởi vì ở đây có một hệ thống là nước làm mát và hút gió theo một chiều, tức là không khí sẽ chỉ đi theo một chiều thôi và được làm mát. Không khí đi qua thì không những được làm mát mà còn được tiệt trùng. Thế còn bên dưới chân Nhi thì là có một hệ thống gọi là làm rắc men vi sinh để giải quyết vấn đề cái mùi hôi của phân. Thế nên Nhi đứng đây không hề thấy cái mùi là cái mùi hôi của phân nữa. Đấy, tổng hợp những cái đó thì nó mới tạo ra cái sự khác biệt của quả trứng mà Nhi và mọi người là cảm nhận. Vâng, sau khi được lắng nghe anh chia sẻ thì em cũng cảm thấy khá thú vị khi từ việc có một trang trại trồng cà gai leo và khi biết được những giá trị quý của cây thảo dược này thì anh đã nảy sinh ra ý tưởng nuôi gà bằng thảo dược để cho ra được những quả trứng thảo dược thơm ngon. Vậy bây giờ em có thể tham quan cánh đồng trồng cà gai leo của anh được không? Mời Nhi đi ra vườn thăm vườn cà gai của mình. Hiện tại diện tích trồng cây cà gai leo ở đây là bao nhiêu ạ anh? Ở đây thì chỉ có 2 hectare cà gai leo thôi nhỉ ạ. Còn tổng cái khu này thì là 6 hectare. Nhưng mà tôi còn phải trồng một số các loại cây khác, ví dụ như là diếp cá, rồi là cây ná đắng. Đấy, còn diện tích cà gai chỉ có là 2 hectare thôi. Theo như Hiền Nhi được biết thì trước đây cây cà gai leo còn được coi là một cây dại mọc hoang và thậm chí còn có thành phần gây độc cho sức khỏe của con người. Vậy từ đâu anh đã tìm ra được những tác dụng quý của loại cây này và nhân rộng phát triển trồng cây này thành vùng dược liệu để cung cấp cho các đơn vị làm thuốc nam của trong nước ạ? Thực ra thì là cái cây cà gai leo mình cũng không phải là người nghiên cứu ra những các công dụng của nó. Mà cái cây cà gai leo được Viện Dược liệu Quốc gia Việt Nam nghiên cứu rất là kỹ và khẳng định nó có những cái dược chất cực kỳ tốt cho gan.
Thế nên là sau khi mà mọi người sử dụng cà gai leo và cho người rất là tốt như thế thì mình mới tạo ra một cái loại trà. Vì quan điểm của mình là để mà tốt cho gan thì phải có một cái thói quen uống nước thường xuyên. Thế nên mình tạo ra cái loại trà và nó thực sự nó lại là một cái bước dược liệu nó vừa tốt mà sản phẩm nó lại đi theo cái hướng mà uống được nhiều nước nữa. Thế nên nó lại càng được mọi người sử dụng nhiều. Hiện tại thì vùng nguyên liệu trồng cây cà gai leo của anh phát triển như thế nào? Và trong tương lai thì anh mong muốn sản phẩm này có được những thành công gì ạ? Thì ngoài cái diện tích ở đây ra thì trên toàn quốc thì chúng tôi có tới hơn 100 hectare tại rất nhiều vùng khác nhau trải dài từ Lạng Sơn và tới tận Gia Lai. Mới đủ cung cấp để cho vừa dùng cho người vừa dùng cho vật nuôi. Thế nên là chúng tôi luôn luôn để phát triển vùng trồng. Cũng rất may là tôi học nông nghiệp, thế nên là có mối quan hệ ở rất nhiều nơi về những cái người mà làm nông nghiệp. Thế nên là phát triển vùng trồng nó cũng khá là thuận lợi. Thế còn cái sản phẩm cà gai leo mà những cái sản phẩm nổi tiếng thì chúng tôi có gồm có cái sản phẩm trà là nổi tiếng nhất, bán được nhiều nhất và nhiều người dùng nhất. Sản phẩm thứ hai là cái sản phẩm cao đặc nguyên chất, tức là khi mà cái cây cà gai leo được cắt về băm ra đun nước lên và cái cô đặc cái nước đấy mãi ra thì nó thành một cái dạng là cao đặc, đấy gọi là cao đặc nguyên chất. Sản phẩm thứ ba là sản phẩm cà gai leo hòa tan, đó là cái sản phẩm mà chúng tôi lấy cái bột cao sấy phun lên và trộn thêm nó với đường để uống như kiểu cà phê ấy. Thì đấy là sản phẩm thứ ba. Sản phẩm thứ tư là sản phẩm gọi là viên nang, tức là mọi người sẽ rất thuận tiện khi mọi người mà muốn giải độc gan nhưng mà bận bịu đi công tác thường xuyên thì có thể dùng cái sản phẩm viên nang để uống, nó rất là tiện. Anh Kiên ơi, anh đã từng thất bại khi trồng cây cà gai leo phải không ạ? Đúng rồi. Thực ra thì như thế này nhỉ, trước đây là tôi xác định mình là một kỹ sư nông nghiệp, tôi chỉ cần trồng cái cây cà gai leo và cung cấp cho các nhà máy dược thôi, bởi vì thế mạnh của chúng tôi là làm nông nghiệp. Tuy nhiên là khi mà mình làm một cái số lượng, một cái diện tích rất là rộng lớn như thế và sản lượng ra rất tốt thì đến lúc lại gặp cái vấn đề là đưa cho các công ty dược, người ta không đáp ứng được cái giá như mình mong muốn và thế là hàng nó bị ứ lại và người ta không bao tiêu được cho mình. Thế nên là lúc đấy tôi mới phải tự tạo ra sản phẩm để bán ra thị trường. Các loại trà cà gai leo mang thương hiệu Sazu cũng đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao phải không anh? Đúng rồi. Cái trứng mà Nhi vừa xem ấy thì là đạt OCOP năm 2021. Thế còn cái trà cà gai leo thì lại đạt sớm hơn một năm, từ năm 2020 cơ, và cũng đều đạt 4 sao cả. Ngoài những sản phẩm mà anh Kiên vừa chia sẻ thì trong tương lai anh có muốn phát triển thêm những gì, những sản phẩm gì không ạ? Con gà mà được dùng cà gai leo thì có quả trứng rất là ngon. Và tôi cũng đã thử nghiệm cái cà gai leo đấy như là trên những cái con vật như con lợn thì cũng ra cái kết quả cái thịt nó thực sự là rất khác biệt. Thế nhưng mà do cái tiềm lực hiện tại thì chưa đủ làm cái việc mà tự phân phối cái thịt lợn sạch đấy đến với mọi người. Thêm nữa là tôi cũng đã bán được cái cà gai leo bột nghiền mịn cho con tôm và người nuôi tôm đánh giá rất cao cái cà gai. Thế thì trong tương lai tôi có hai cái mơ ước, một là có thể dùng cái cà gai leo cho những cái con vật nuôi khác, ví dụ con lợn, con vịt, rồi là những cái con vật nuôi khác cộng với con tôm. Và thứ nữa là có thể tạo ra một cái công ty bán các coi như cà gai leo như một cái phụ gia để bán cho các đơn vị khác, người ta nuôi con vật nuôi để đạt được cái chất lượng thịt và chất lượng trứng nó cao hơn, chứ không chỉ có là tự mình sản xuất ra nữa. Xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của anh Phan Trung Kiên và xin chúc anh có được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai với sản phẩm trà thảo mộc thiên nhiên và trứng thảo dược Sazu. Dạ vâng, xin cảm ơn Huyền Nhi và cảm ơn chương trình. Thưa quý vị khán giả, chúng ta vừa có cuộc trò chuyện thú vị với kỹ sư nông nghiệp Phan Trung Kiên. Anh đồng thời cũng là giám đốc công ty phát triển nông nghiệp công nghệ cao với hai dòng sản phẩm chủ đạo là trà thảo mộc thiên nhiên với dược liệu quý từ cà gai leo và trứng thảo dược đều mang nhãn hiệu Sazu. Cả hai sản phẩm của công ty anh Kiên đều đã đạt danh hiệu OCOP 4 sao của chương trình Mỗi xã một sản phẩm của thành phố Hà Nội năm 2020 và 2021. Song song với chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới thì Mỗi xã một sản phẩm cũng sẽ là cơ hội để các hộ sản xuất kinh doanh nông nghiệp của các huyện ngoại thành Hà Nội có cơ hội thử sức và khẳng định mình, đem lại những sản phẩm nông nghiệp sạch và an toàn cho sức khỏe của người sử dụng. Bên cạnh đó cũng là cơ hội để những người nông dân, những người kỹ sư nông nghiệp có đất để tạo dựng cơ nghiệp của mình, thậm chí có thể làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương của mình. Và chương trình OCOP Mỗi xã một sản phẩm ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.